bạo loạn đó, tại sân bay ở bên Nga đó. Thì bây giờ sau cái cuộc bạo loạn này, Nga đang siết chặt an ninh. Khu vực miền Nam có đa số là người Hồi giáo. Thưa quý vị, là hôm thứ Ba, tất nhiên là hôm nay đây, 31 tháng 10, Nga đã bắt một cái chương trình thắt chặt an ninh trong khu vực Bắc Caucasus, là nơi đa số người Hồi giáo, sau cuộc bạo loạn chống Do Thái hồi cuối tuần mới đây. Và nhà lãnh đạo Chechnya được Điện Kremlin hậu thuẫn đã ra lệnh bắn chết những kẻ bạo loạn nếu họ phớt lờ các cảnh báo. Cái ông Kadyrov, quý vị còn nhớ đó, ông mà để râu ria xồm xoàm đó. Và kỳ trước lúc mình đang chiến tranh Ukraine, ông cũng nghĩa là có cách khoa trương là ông làm cái video hai đứa con nó mới 14, 15 tuổi nhưng mà cũng vác súng này kia. Nghĩa là để tỏ ra tinh thần chiến đấu theo đàn anh đó. Thế để trong trường quý vị quên, tôi nhắc cái chi tiết để quý vị nhớ. Tổng thống Putin đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh hàng đầu 30 tháng 10. Sau khi những kẻ bạo loạn ở khu vực miền Nam Dagestan đã xông vào sân bay hôm 9 tháng 10 để bắt các hành khách Do Thái đến từ chuyến bay của Tel Aviv. Một vụ hỗn loạn xảy ra sau vụ bài Do Thái ở trong những ngày gần đây tại Bắc Caucasus nhằm để đáp trả cuộc chiến Israel đang đánh vào phiến quân Hamas, người Palestine ở Gaza. Israel đã kêu gọi Moscow phải bảo vệ những người Do Thái và những khu vực đa số có người Do Thái ở đó. Cuộc bạo loạn ở sân bay, một số nhà lãnh đạo Do Thái so sánh với cuộc tàn sát thời Sa Hoàng, khiến cho ít nhất 20 người đã bị thương và dẫn đến 80 người đã bị giam giữ. Điện Kremlin cho hay là ông Putin đã dùng cuộc họp ngày 30 tháng 10 để thảo luận về các biện pháp tăng cường chống lại sự can thiệp từ bên ngoài. Ông Putin lợi dụng dịp này đã cáo buộc phương Tây và Ukraine khuấy động các rắc rối thông qua trang mạng xã hội, một điều mà phía Mỹ và Kiev đã bác bỏ. Sau đó thì chúng ta nhớ là ông Rabbi Boroda, là chủ tịch Liên đoàn Cộng đồng Do Thái tại Nga, đã kêu gọi Điện Kremlin bảo đảm rằng cảnh sát tìm ra và trừng phạt tất cả những người đã tham gia cuộc bạo loạn ở Dagestan một cách nghiêm khắc nhất. Ông Putin đã không lên án những kẻ bạo loạn hoặc hành động của họ trong tuyên bố công khai của mình. Thay vào đó, phần lớn ông dành thời gian để chỉ trích phương Tây. Tình trạng bất ổn ở Dagestan là nơi lực lượng an ninh Nga từng chiến đấu và đánh bại lực lượng Hồi giáo nổi dậy. Vốn là vấn đề đau đầu đối với ông Putin, người đang tiến hành cuộc chiến ở Ukraine. Nga muốn là ngừng bắn ngay tại Gaza và ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Nước này đã cố gắng duy trì liên lạc với các bên, nhưng chính quyền Israel đã tức giận khi mời phái đoàn Hamas đến Moscow. Chúng ta nhớ là gần đây chỉ huy Hamas đã đến Moscow để lấy chỉ thị hay gì đó, hay là nhờ vả gì đó. Chứ đâu có đến nghiễm nhiên, mặc dù bên Nga thì cũng nói là họ đến thăm bình thường chứ không dính đến cuộc chiến. Nhưng mà mình phải hiểu là khi tự động đến Moscow làm gì trong lúc này, thì đó là cái điều mà bên Israel đã phản đối, thưa quý vị.